Chào các bạn, chúng ta sẽ học cái bài giảng số 4 acid chloride. Đây là bài giảng cuối cùng của chương halogen. Rồi bài này thì mình còn cho bạn một cái bài phụ nữa, đó bài muối clorua. Bài 4 này thì mình sẽ chia các bạn thành 6 phần. Phần thứ nhất là phần nói về tính chất vật lý, điều chế và pha trộn dung dịch. Ở trong trường hợp này chúng ta có cái dạng pha trộn dung dịch là nội dung kiến thức của hóa cấp 2. Và acid chloride nếu đúng là mình đã có học ở hóa cấp 2 rồi. Bây giờ chúng ta đến nội dung thứ nhất, đó là tính chất vật lý của HCl. Đây, hydrochloro và acid chloride là hai chất có cùng công thức phân tử là HCl, có khối lượng mol là 36 gram trên mol. Lưu ý trong trường hợp này, hydrochloro và acid chloride là khác nhau về trạng thái. Thằng này là trạng thái khí, còn thằng này trạng thái dung dịch. Rồi, về hydrochloro nó là chất khí không màu, mùi sốc, nặng hơn không khí, tan nhiều trong nước và tạo thành dung dịch acid chloride. Như nào? Đối với 1.3 này, acid chloride, đây là chất lỏng không màu, mùi sốc, bốc khói ngoài không khí ẩm. Nồng độ cao nhất của acid chloride là 37 độ, 37%, D bằng 1,19 gram trên ml. Trong trường hợp này, thầy sẽ nhấn mạnh cho bạn một cái nội dung kiến thức mà sau này nếu mình không để ý là mình sẽ làm sai. Đó là gì? Đó là khi chúng ta cô cạn dung dịch, chúng ta chép cho thêm cho thầy thằng này vào, cô cạn dung dịch chứa HCl. Được chưa? Thì HCl chúng ta bị bay hơi. Những câu khó thì thông thường người ta sẽ đánh vào những tình huống như thế này đây. Được chưa? Khi mình cô cạn dung dịch HCl thì HCl chúng ta bị bay hơi. Như vậy khi mình cô cạn dung dịch HCl thì chúng ta sẽ không thu được phần rắn của chữ HCl hay như đó. Rồi, mình hoàn cho điều đó, chúng ta sẽ làm ví dụ một. Ví dụ một em ơi. Cho thí nghiệm về tính tan của khí HCl như hình vẽ. Trong bình ban đầu là chứa khí HCl, đây là bình chứa khí HCl. Trong nước có nhỏ thêm vài giọt bùi tím, như vậy trong này có bùi tím. Được chưa nào? Người ta hỏi hiện tượng xảy ra. Hiện tượng xảy ra khi chúng ta cắm ống thủy tinh vào nước. Rồi, chúng ta biết là khi mình cắm ống thủy tinh vào nước thì do trừ sự chênh lệch nhau về áp suất, được chưa? Do đó là gì? Do đó nước chúng ta sẽ phun vào bình, đúng không ạ? Nước chúng ta sẽ phun vào bình. Rồi, vì khi nó phun vào bình thì khi đó HCl chúng ta từ từ trạng thái khí nó sẽ biến thành trạng thái dung dịch và nó có tính axit, cho đó nó làm bùi tím hóa đỏ, được chưa nào? Có đúng, bây giờ mình chọn là câu A. Và lưu ý đây là cái thí nghiệm dùng để nhận biết khí hydrochlorua hoặc là nhận biết dung dịch HCl. Thế nào? Thầy triết lý là anh đỏ ba xanh mẹ không màu, axit là bùi tím hóa đỏ, ba dơ là bùi tím hóa xanh, còn muối chúng ta thì không đỏ màu bùi tím. Thế chưa nào? Có ý kiến gì ở ví dụ một này không ạ? Rồi, chúng ta đến ví dụ hai em. Đây, khí HCl khô khi gặp bùi tím sẽ làm bùi tím chuyển sang màu gì? Lưu ý trong trường hợp này, khí hydrochlorua là HCl không có tính axit. Chúng ta lưu ý là những cái thằng dung dịch mà có tính axit thôi, còn ở trạng thái khí thì nó sẽ không có tính axit, cho đó đây nó không chuyển màu. Đúng, ở đây là câu C. Bạn nào mà chọn A là sai rồi đó nhé. Rồi chúng ta chuyển qua một hai nhỏ, đó là điều chế HCl. Để điều chế HCl chúng ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong phòng thí nghiệm. Đây ơi, đây là hình ảnh mô tả thí nghiệm điều chế khí HCl được mô phỏng bằng thí nghiệm như sau. Đây là đèn cồn đun nóng. Ở trong này nó chứa tinh thể rắn NaCl và trong này đựng dung dịch H4 đặc. Khi đó là khí HCl chúng ta sẽ được điều chế và dẫn qua ống dẫn khí đi vào bình. Trong bình này có chứa định, trong ống nghiệm này chứa nước, được chưa? Khi đó HCl chúng ta sẽ tan trong nước. HCl chúng ta là một chất tan tốt trong nước và khi đó nó sẽ tạo thành dung dịch HCl. Và trên này người ta tẩm cái bông, thông thường cái bông này sẽ tẩm dung dịch NaOH. Lý do như thế này, HCl chúng ta là một khí độc, do đó là gì? Khi đó nó tẩm bông NaOH để làm gì? Để cho cái khí HCl chúng ta không thoát ra khỏi ống nghiệm và gây ô nhiễm môi trường, được chưa nào? Và lưu ý cho thầy là trong trường hợp này phải dùng thằng này đặc và thằng này trạng thái rắn. Nếu mà một trong hai trạng thái này, được chưa? Nếu mà trạng thái
Hai thằng này đều trạng thái dung dịch thì và trong trường hợp này không xảy ra phản ứng em nha. Rồi cái đó phân định như sau. NaCl cộng cho H24 đặt dưới nhiệt độ dưới 250 độ C thì chúng ta tạo thành thằng này. Còn nhiệt độ là trên 400 độ C thì tạo thành muối trung hòa và HCl. Lưu ý là trong trường hợp này HCl chúng ta sinh ra trạng thái khí. Vì sao trạng thái khí? Mình sẽ giải thích cho bạn rõ. Vì chúng ta có điều kiện để xảy ra phần trao đổi, đúng không? Đó là gì? Tạo ra khí này, tủa này, nước này. Được chưa nào? Trong trường hợp này nó sinh ra khí, đây là điều kiện để xảy ra phần trao đổi. Nếu mà trong trường hợp này thì nó lại nha. NaCl dùng dung dịch, H4 dùng dung dịch thì trong trường hợp này phản ứng này không xảy ra. Bởi vì nè, bởi vì tất cả muối natri đều tan, dung dịch HCl chúng ta tan luôn. Tan thì không, trong trường hợp này không xảy ra. Bởi vì không có tủa, không có khí và không có nước. Rồi ok. Chúng ta tiếp tục. 2.2. Em ơi, trong công nghiệp thì HCl chúng ta sẽ được điều chế như sau. Ở đây nó sẽ dùng cái phương pháp là phương pháp tổng hợp, bằng cách là trong này có hai khí hydro và clo. Chúng ta biết là điều kiện để hydro yêu clo đó là điều kiện ánh sáng. Nó khác với lại thằng clo. Ngày Valentine thằng clo này yêu hydro trong bóng tối, I love you chuột chuột để tạo thành HF, thế nào? Như vậy, phản ứng giữa hydro với clo có hai điều kiện, một là ánh sáng hay là đun nóng. Điều kiện đây là đun nóng. Khi đó chúng ta sẽ thu được khí HCl. Khí HCl người ta sẽ dẫn qua cái tháp. Bây giờ, cái tháp này thì trên á, trên dòng trên là dòng nước đi xuống và có dung, có thể là dùng dung dịch HCl. Trong trường hợp này, với phương pháp này thì chúng ta sẽ thu được dung dịch HCl có nồng độ cao hơn. Nếu mình dùng dung dịch HCl. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục này. Cái thằng này khí HCl chúng ta là dẫn qua một cái tháp thứ ba là tháp T3, được chưa? Khi đó là cái hơi nước của chúng ta trên này đổ xuống này, được chưa? Và có khí thoát ra. Khí thoát ra đây có thể là HCl không hấp thụ hết thì nó bị thoát ra cái lỗ này, được chưa em? Và cái chỗ này là dung dịch HCl chúng ta thu được này, được chưa em? Trong hình người ta chú thích rõ này, dung dịch HCl loãng này. Rồi chúng ta hiểu thôi, câu này thì không nói nhiều. Chúng ta hiểu là HCl chúng ta được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với hydro để tạo thành khí HCl, và khí HCl này sẽ hấp thụ với nước để tạo thành dung dịch HCl. Rồi chúng ta đến hai ví dụ, ví dụ 3, ví dụ 4. Rồi chúng ta đến ví dụ 3 em. Điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm từ đây. Đó là chúng ta đi từ NaCl tinh thể và H24 đặc. Có đúng bây giờ là cô D. Rồi chúng ta đến ví dụ 4. Chắc nào sau đây không thể làm khô khí hydrochlorua. Làm khô có nghĩa là gì? Làm khô có nghĩa là sẽ hòa tan được nó. Được chưa? NaOH khang. Ở đây người ta kêu không thể em nha. Chúng ta hiểu như thế này. Khí hydrochlorua với NaOH khang. Thì trong trường hợp này như bạn nghĩ là nó sẽ ra phản ứng em nha. NaOH chúng ta sẽ tác dụng với HCl khi một trong hai thằng này là trạng thái dung dịch. Mà đây khí thật kia khang là không xảy ra nha. Nếu đây là dung dịch hoặc là dung dịch thì một trong hai điều kiện này xảy ra để tạo thành NaCl cộng cho H2O. Thằng này dung dịch. Đây có thể là dung dịch hoặc là khí. Bây giờ thì có xảy ra. Trong trường hợp này dùng NaOH khang thì không được. Không làm khô, tức là không phản ứng được với đó. Tiếp tục câu B này. Câu B. Nếu em dùng P2O5 thì bản chất của P2O5 là hấp thụ nước, được chưa? Để biến thành H3PO4 mình học ở chương trình hóa cấp 2. Oxic acid đi tác dụng với nước để tạo thành acid tương ứng, được chưa? H3PO4 là một acid, HCl là một acid, hai thằng này không chơi nhau, được chưa? Làm khô có nghĩa là gì? Giống như chúng ta sấy tóc vậy, là chúng ta sẽ là gì? Làm cho nước bay hơi, còn tóc giữ nguyên. Nếu mà làm cho tóc bị bay hơi, được chưa? Thì chúng ta sẽ thành chú tiểu hoặc là Noki. Noki là Nico. C. CaCl2 khang. CaCl2 khang này sẽ đi ngậm phân tử nước, được chưa? Để tạo thành CaCl2 ngậm N nước, được chưa em nè. Tiếp H24 đặc. H24 đặc là một chất háo nước rồi thì chắc chắn được, được chưa? H24 đặc và HCl không phản ứng với nhau trong trường hợp trạng thái khí, được chưa? Bữa trước mình học có một phản ứng, đó là gì? Bạn lưu ý cho thầy trong trường hợp cô D. Thầy sẽ mở rộng cho bạn một tí nữa.
H4 đặc chúng ta sẽ tác dụng với HCl. Khi HCl chúng ta trạng thái dung dịch đậm đặc để tạo thành clo SO2 cộng H2O. Nội dung bài này, nội dung kiến thức này chúng ta được học trong bài Flo clo bromiode. Được chưa nào? Cái kính gì ví dụ 4 không ạ? Không kính chúng ta nét thôi. Rồi. Và nội dung của bài HCl tới đây là hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến một trong những kiến thức mà thầy nghĩ các bạn trong quá trình học các bạn bị lơ tơ mơ chỗ này lắm. Đó là phần pha trộn dung dịch. Đây là vì cái bài tập này theo mình để ý là nhiều năm trở lại đây thì thầy cô đánh khai thác đây khá là nhiều. Các bạn nghe. Chúng ta có hai kiểu bài. Thứ nhất là pha trộn dung dịch. Đầu tiên là trộn dung dịch. Trộn hai dung dịch X với nhau. Đây. Thì trong trường hợp trộn này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nồng độ mol. Chúng ta có bài toán này. Ở đây mình có hai dung dịch. Dung dịch 1 chúng ta có thể tích là V1 và nồng độ mol là CM1. Dung dịch 2 có thể tích là V dung dịch 2 và CM2. Khi mình trộn thì mình tạo thành dung dịch mới là dung dịch 3, có V dung dịch 3 và có CM3. Trong trường hợp này, nghe. Khi đó là gì? V dung dịch 3 sẽ bằng V dung dịch 1 cộng V dung dịch 2. Thể tích tăng lên. Đúng không ạ? Nhưng nồng độ mol không có không thể cộng được. Bởi vì sao? Ví dụ như là gì? Khi mình đổ đường này, chúng ta sẽ pha loãng đường, đúng không ạ? Ví dụ nước đường của chúng ta khá là đậm đặc, nó hơi ngọt, chúng ta thêm nước vào để được gì? Để được dung dịch đường có độ nhạt hơn, hoặc là mình tròn hai dung dịch đường, một nhạt một gì? Một ngọt, thì nó sẽ nằm, cái độ ngọt nó sẽ nằm ở giữa. Hay nói khác là cái thằng CM3 này nằm ở giữa CM1 và CM2. Được chưa? Giả sử M2 lớn hơn M1 nha. Và khi mà có biểu thức như thế này thì đây là dấu hiệu của đường chéo. Khi có gì giá trị trung bình này có giá trị là đường chéo. Đường chéo hay thầy hay dùng từ hay nói đó là bánh mì kẹp thịt. Được chưa? Rồi, trong trường hợp này mình sẽ định hướng cho bạn hai hướng đi. Đây là nội dung kiến thức của hóa lớp 8 em nha, phần dung dịch. Khi chúng ta trộn hai dung dịch thì cả số mol chất tan và thể tích dung dịch đều thay đổi. Đúng không? Bởi vì chúng ta đang tính nồng độ mol. Nồng độ mol lấy mol chia thể tích dung dịch. Thể tích dung dịch thì tổng cộng lại, mol này tổng cộng lại. Được chưa? Như vậy hướng giải của chúng ta như sau nè. Cái thứ nhất của chúng ta, đó là chúng ta đi tính cho thầy số mol của chất tan 1, số mol của chất tan 2. Chúng ta biết là khi trộn lại với nhau thì tổng số mol sẽ tăng lên. Mol chất tan 3 bây giờ sẽ bằng mol chất tan 1 cộng mol chất tan 2. V dung dịch 3 bây giờ là bằng 1 cộng 2. Khi đó chúng ta đã áp dụng công thức là xong. Tuy nhiên cách này thì nó đúng bản chất, tuy nhiên là làm không nhanh. Thì chỉ bằng các cách thứ hai là dùng công thức đường chéo. Rồi chúng ta nghe kỹ. Khi mình trộn dung dịch thì mình sẽ thu được cái dung dịch có nồng độ mới nằm ở giữa là CM3. Giả sử là gì? CM3 chúng ta sẽ lớn hơn CM1 và nhỏ hơn CM2. Khi đó đường chéo chúng ta sẽ được tính như sau. CM1 với CM3 thì 3 lớn hơn 1, lấy 3 trừ 1. Tiếp tục, CM2 và CM3 thì 2 lớn hơn 3, như vậy lấy 2 trừ 3. Được chưa em? Khi đó chúng ta sẽ tìm mối tương quan giữa thể tích và nồng độ mol. V dung dịch 1 chia V dung dịch 2 là trước này, bằng CM2 trừ CM3 này, trên CM3 trừ CM1 này. Và đây là cái tình huống mà chúng ta trộn hai dung dịch có nồng độ mol khác nhau. Rồi, để minh họa cho điều này, làm một số câu đi. Chứ nói xung không hiểu gì đâu. Theo tôi nghĩ là phải cho nó tập luyện. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta có cái đề như sau này. Trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl 2M với 250 ml dung dịch HCl 5M, tính nồng độ mol của dung dịch thu được. Đây. Chúng ta có này, dung dịch 1 này. Thể tích dung dịch 1 là bằng 0.2 lít. Được chưa? Nên nồng độ mol 1 là bằng 2M cộng cho dung dịch 2. Thể tích dung dịch 2 là bằng 0.25 lít. Nồng độ mol của 2 bằng 5M. Khi đó chúng ta sẽ thu được dung dịch mới là dung dịch 3. Có thể tích dung dịch 3 bằng và CM3 bằng. Rồi bạn nghe kỹ.
Khi mình chọn dung dịch, được chưa? Để tính được nồng độ mol của CM3 bạn biết rồi. Để tính nồng độ mol, chúng ta lấy mol chia cho thể tích dung dịch 3. Được chưa? Mà mol thể tích dung dịch 3 sẽ bằng thể tích 1 cộng thể tích 2. Tức là 0,2 cộng 0,25. Hết. Mol 3 được tính như thế nào? Khi chúng ta nhớ như thế này. Khi mình chọn hai dung dịch lại với nhau thì nồng độ sẽ nằm ở giá trị trung gian, tức là nó nằm ở giữa 2 và 5. Nhờ vậy, chúng ta nếu mà đây chúng ta kêu là CM3 bây giờ là bằng 2 cộng 5 là bằng 7 là sai nhá. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta nghe kỹ. Đây. Mol 3 bây giờ sẽ bằng mol 1 cộng mol 2. Đúng không? Mol 1 đây. Chúng ta tính cho thầy mol 1 bằng bao nhiêu? Mol 2 bằng bao nhiêu? Mol là bằng CM nhân V, 2 nhân 0,2 là 0,4. 5 nhân cho 0,25 bằng 1,25. Rồi đáp vào. Là xong, tính đi. Như đáp số sai rồi sao á? Đúng rồi, 3,67. Nhìn là thấy sai rồi chứ gì nữa. Chọn thằng 2M với thằng 5M mà còn có 1,67 là sai. Đây là 3,67 đúng không? Rồi, ai kiến gì câu này không? Đây là cách làm truyền thống mà ai cũng có thể làm được hết, được chưa? Tuy nhiên là bài này mình có cách xử lý thứ hai hay hơn, đó là chúng ta dùng đường chéo. Chúng ta có V dung dịch 1, V dung dịch 2, CM1, CM2. Và nghe, CM1 là bằng 2, sẽ là V dung dịch 1 ở đây mình tính là 200 ml, chúng ta không cần đổi cái đơn vị cũng được. Bên đây là 250. CM1 là 2M. CM2 là 5M. Khi mình chọn thì mình thu được cái dung dịch là CM3. Ở đây ta cho là XM đi. Được chưa nè? Như vậy ở đây mình thấy này. Cái CM mình chọn lại là X đúng không? X này nó sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5. Như vậy đường chéo thứ nhất, theo đường chéo thứ nhất này, 5 và X thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy 5 trừ X vì 5 lớn hơn X. X này sẽ lớn hơn 2, như vậy lấy X trừ 2. Khi đó chúng ta sẽ có 200 trên 250 bằng 5 trừ X trên X trừ 2. Từ đây em sẽ tìm được X. Khi có X em tìm được đáp số. Bấm giúp thầy đi. Ok. Sắp xỉ bằng 3,67. Kết quả vẫn vậy. Được chưa? Như vậy đây là công thức đường chéo dành cho thể tích và nồng độ mol. Còn nếu bạn muốn làm nhanh hơn thì bạn ghi ngay công thức cho thầy luôn. V dung dịch 1 này trên V dung dịch 2 sẽ bằng gì? Chúng ta có thu được CM là CM3 trừ CM3. M3 này là gọi là trung bình ha. Chúng ta sử dụng công thức đường chéo. Đường chéo là gì? Dưới kéo lên trên kéo xuống. Dưới này kéo lên và trên kéo xuống. Như vậy V dung dịch 2 thì kéo lên đây là CM2. Được chưa? Thằng này trên kéo xuống là CM1. Và đây là công thức đường chéo dành cho nồng độ mol và thể tích dung dịch. Được chưa em? Mấu chốt của bài toán này là mình hiểu sai về bản chất của pha trộn. Yeah, vì mình hiểu sai nên mà làm sai thế thôi. Rồi, kính gì chỗ này không ạ? Rồi, nếu mà bạn không hiểu điều này thì mình sẽ minh họa cho bạn thêm một ví dụ nữa. Được chưa? Rồi, bây giờ nghe nè. Đường chéo là mình cứ bất chấp mà. C3 trừ C2 thì dưới này là đường chéo trừ. Được chưa? Đây là trừ đường chéo. Hơn như nhau hết. Được chưa? Không cần phải nhất thiết là 2 trừ 3. Rồi, bây giờ minh họa cho một câu đi. Nói nhiều không hiểu thì nói từ từ là hiểu. Đây, mình sẽ làm cho bạn một câu nữa cho nó rõ ràng vấn đề này. Đây, chúng ta nghe nhé. Em ơi, chúng ta sẽ dùng cái tỷ số như thế này. V dung dịch 1 này, được chưa? Thầy sẽ ghi lại cho bạn rõ. V dung dịch 2, C mình chọn lại là CM3, đường chéo trừ trừ đường chéo này,
CM3 chúng ta gọi là đường chéo được chưa em? Rồi, đường chéo là gì? Dưới kéo lên, trên kéo xuống đây. CM2. Được chưa? Đây là CM1. Bạn hiểu đường chéo chưa? Đường chéo là dưới kéo lên, trên kéo xuống, ráp vào. V dung dịch 1 là 100 nè. V dung dịch 2 là 200. CM3 là cái mình sẽ thu được đặc lợi ích đi. Nồng độ mol thu được đặc lợi ích. X trừ trừ X. Được chưa nào? Rồi. CM3 trừ đúng không? Trừ CM2. Ta hiểu như thế này. Mình ấn định đây là V1 này. Đây là CM1 này. Cứ trước là vậy. Đây là V2 CM2 này. Đã vào. CM2 bây giờ là bằng 4. CM1 bây giờ là bằng 9. Đó. Được chưa nào? Chúng ta để ý này. 100 là 1 này. Đây. 200 đây, thì đây là 4. Đường chéo mà. Giờ em tính cho thầy x bằng bao nhiêu. Ok. Ok, CD, được chưa? Các bạn coi kiến gì chỗ này không ạ? Chúng ta dùng công thức đường chéo cho nó nhanh. Rồi, và nó có cũng rõ bản chất. Còn không thì chúng ta có thể dùng công thức này. Ta sẽ chỉ với bạn. CM mới thu được là bằng N chia cho V dung dịch. Được chưa? V dung dịch bây giờ lấy 0,1 cộng cho 0,2. Khi mình chọn là thể tích dung dịch tăng lên, mol tăng lên. Mol bây giờ là lấy mol 1 cộng mol 2. Mol 1 là 0,1 nhân cho 9, đúng không? Mol 2 là lấy 0,2 nhân cho 4. Rồi tính đi. Đây là N1 cộng N2 trên V1 cộng V2 bằng bao nhiêu? Chắc cũng bằng 5,6 thôi. Cái nào cho giống nhau? Được chưa nào? Mon là lấy tổng mon cộng lại, V là gì? Lấy tổng V cộng lại, thế thôi. Coi kiến gì không ạ? Cái gì em? À, quên, chỗ này mình ghi nhầm, đây 02 mà ghi 01 em, sẽ lại giúp thầy. Rồi, ok cho em nhờ. Rồi, chúng ta đến ví dụ 3, ví dụ số 7. Mình cho các bạn nhiều lắm, bạn yên tâm. Kiểu nào mình cũng phải làm được. Rồi. Chúng ta có như thế này. Trộn lẫn 100ml dung dịch đây. 100ml dung dịch nồng độ 12, 104m. Thu được dung dịch có nồng độ mới là bao nhiêu? Thì mình đặt đây là x đi ha. Chúng ta ghi lại công thức này. V dung dịch 1 trên V dung dịch 2 bằng CM mới trộn là CM3 trừ đi CM2 CM1 trừ CM3. M3 là cái thu được em nhé. Tương đương nè. M3 thu được là x nè, x trừ nè, trừ x nè. Được chưa nào? V dung dịch 1 là cái đầu tiên 100. V dung dịch 2 là cái đằng sau 100. Được chưa nào? Tiếp. CM2 là cái thằng đằng sau 4m. CM1 là thằng đầu tiên 12m. Rồi em tính cho thầy x bằng bao nhiêu? Rồi ok, x đây bằng 8. Bình thường đúng không em? Rất là dễ luôn. Đó. Cái đường chéo là một trong những cái đường mà chúng ta đi rất là nhanh. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ không thích thì bạn làm theo cách thứ hai. CM mới bây giờ bằng mol mới chia cho V dung dịch mới. Mol mới bây giờ bằng mol 1 cộng mol 2. V dung dịch 1 cộng V dung dịch 2. Đó. Mình làm bằng hai cách để mà nếu bạn không hiểu cách này thì hiểu cách khác. Mol 1 chúng ta lấy thể tích là 0,1 nhân nồng độ là 12. Mol 2 lấy thể tích là 0,1 nhân nồng độ là 4. Được chưa? Chia cho tổng thể tích là 0,1 cộng 0,1 bằng bao nhiêu?
Chắc mình nghĩ nó cũng bằng 8 thôi. 12 với 4, 16, 16 với 2 đúng bằng 8. Chính xác. Được chưa? Cái nào cũng được. Chúng ta đến ví dụ 8 em. Cái kính gì ở chỗ này không ạ? Rồi chúng ta đến ví dụ 8 em. Đây. Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch có nồng độ chừng này với thằng này này để thu được dung dịch có nồng độ mới là 5m. Bây giờ mình giải thích này. Đây là V dung dịch 1, mình đặt là ít đi, ít ml. Đây là CM1. Đây là V dung dịch 2. Đây là CM2, được chưa nào? Còn đây là gì? CM3. Được chưa? Ráp vào. Bạn thuộc công thức chưa nhờ? V dung dịch 1 là ít chia V dung dịch 2 là 200. Được chưa? Bằng nồng độ mới thu được là 5m. Đường chéo trừ này, trừ đường chéo này. Rồi. Hiểu. 5 này. 5 trừ trừ 5 này. 200, 200 thì gắn với CM2, CM2 là 4 trừ 4. Được chưa? Còn đây nhiêu? Trừ gì? Trừ 9. Rồi vậy thôi. Từ đây em sẽ tính cho thầy x bằng bao nhiêu? 0,05. Đâu, mình đâu cần phải đổi em. Bằng 50 luôn chứ cần gì đổi. Em đổi sang lít thì nó bằng 0,2 thì nó bằng 0,05. Ở đây mình để nguyên luôn. Cái kính gì ở bài này không ạ? À? Cái kính gì bài này không? Ừ. Giật cái kính không Nhật ơi? Đã từ rất lâu rồi, cách đây 2 năm mà chúng ta đã được học. Được chưa? Tuy nhiên thời gian nó sẽ giúp chúng ta phai mờ kiến thức. Nhiệm vụ của tôi là khắc lại cho các bạn. Vì sau này chúng ta học lên lớp 10, 11, được chưa? Nội dung kiến thức này người ta còn nhắc lại trong cái đề thi, do đó mình nhắc luôn. Nhật cái kính không em ơi? Alo. Rồi, em nói giọng ngay vậy ngay dễ chịu quá ha. Đó, ok. Chúng ta đến ví dụ 9 nha. Nếu bạn chưa quen thì mình ghi cái biểu thức ra. Đây là V dung dịch 1. Mình đặt là x ml. Đây là CM1. Đây là V dung dịch 2. Đây là CM2. Đây là CM3. Rồi, mình ghi lại này. V dung dịch 1 trên V dung dịch 2 bằng CM trung bình đi. Nếu bạn không quen thì mình ghi CM trung bình. Trung bình tức là nằm ở giữa. V2 thì đây là CM2. Được chưa? V1 thì đây là CM1. Đá vào. Từ từ chúng ta sẽ hiểu được. Thằng này ít này, chia cho thằng này là 450 này. Đó, làm 6, 7 câu mà không hiểu thì cũng chịu thôi. Trung bình bây giờ là bằng 5. Đúng không ạ? 5 trừ trừ 5. Rồi có chỗ này mình có thể sai, không bao giờ mình sai được. Được chưa? Nghe kỹ. Bây giờ CM1 nằm dưới này. CM1 là bằng 8 này. CM2 nằm trên này là 4 này. Từ đây em tính cho thầy x bằng bao nhiêu? Bấm đi. Đừng nhìn con số bên kia mà nói chuyện nghe, không thích đâu. 5 trừ 1, 5 trừ 4 là bằng 1 này, 8 trừ 5 là bằng 3 này, 450 chia 3 là bằng 150 này. Dạ, đó là nhẩm luôn á. Chứ phải nhìn đáp số nói nha. Trúc Quỳnh có hỏi gì chỗ này không Trúc Quỳnh ơi? Alo. Đọc tin nhắn giúp đi Cường ơi. Đã, ok. Ê, thầy chưa trả lương cho em, bữa sau nhớ nhắn nhớ nói thầy trả lương nghe hay Cường nha. Rồi. Rồi. Tương tự ví dụ 10 bạn làm giúp thầy đi. Đó. Nó rất là dễ luôn. Eo 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 eo. Đây. V dung dịch 1 chưa biết là ít. V dung dịch 2 đây, 100. Đường chéo của mình là 8. 8 trừ trừ 8. Rồi. Đây là x1 thì đây là CM1, CM1 đây là 12. Đây là V2 thì đây sẽ là x2. CM2 là bằng 4. Từ đây chúng ta sẽ tìm được x bằng. Đây, cách để chúng ta kiểm tra đó là gì? Bên này luôn luôn là gì? Luôn luôn là một số dương, nếu âm là mình bị nhầm rồi. Bao nhiêu?
Bao nhiêu em ơi? Nhóm được cái gì? 8 trừ 4 là bằng 4 này, 12 trừ 8 là bằng 4 này. Như vậy bằng 100 như nè. Ok. Đó là tình huống thứ nhất. Chúng ta đến tình huống thứ hai, nồng độ phần trăm. Trong có hai bài toán thì bài toán nồng độ phần trăm nó sẽ khó hơn so với bài toán nồng độ mol. Luôn luôn là như vậy. Đây là cái một lần nữa để mình khẳng định lại cái phần dung dịch cho các bạn. Ba, chúng ta chọn hai dung dịch x với nhau. 3.2 này. Chúng ta nói về nồng độ phần trăm. Chúng ta có bài toán như sau. Chúng ta có hai dung dịch. Trong mỗi dung dịch chúng ta đều có m dung dịch và có c phần trăm. Được chưa? Đây là m dung dịch và c phần trăm. Khi mình chọn lại thì thu được dung dịch 3, có m dung dịch 3 và c phần trăm 3. Thì chúng ta nghe kỹ. Khi mình chọn hai dung dịch lại với nhau, bạn phải nhớ cho thầy được cái công thức này này. C phần trăm này bằng m chim to này, ở sẽ là m chất tan này trên m giáo dục này nhân 100% này. Khi mình chọn lại với nhau thì bạn phân tích cho mình này, để tính được thông thường là mình sẽ dự đoán được cái c phần trăm ba như thế nào thì không biết, nhưng mà cái m chất tan chúng ta chắc chắn thay đổi vì trong này có m chất tan, này có m chất tan, được chưa? Khi chúng ta chọn lại thì m chất tan thay đổi này, khối lượng dung dịch cũng thay đổi, bởi vì khối lượng dung dịch chúng ta là m1 cộng m2 tăng lên, được chưa? Cụ thể là m chất tan tăng lên, m dung dịch tăng lên, nhưng nồng độ phần trăm thì chưa chắc, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái tỷ số của m chất tan 3 chia m dung dịch 3, được chưa nào? Rồi như vậy bước đầu tiên của bài toán này là chúng ta đi tính cho thầy m chất tan hai cái, tính m dung dịch, được chưa? Sau khi có m dung dịch rồi chúng ta đáp vào biểu thức c phần trăm thôi. Đó là cách truyền thống mà mình hay làm ở cách 2. Bây giờ chúng ta đến cách 2 nhanh hơn nè. Là ở đây chúng ta hiểu ở trong cái công thức này nè. Rồi chúng ta nghe kỹ nha. Trong công thức này thì chúng ta để cho thầy là C phần trăm và M dung dịch. Giữa C phần trăm và M dung dịch có liên hệ với nhau. Khi chúng ta chọn lại, bạn hiểu nè, cái thằng nằm ở giữa chúng ta là gì? C phần trăm 3. Đây là CM1, đây là CM2 nè. Như vậy đây là m dung dịch 1, đây là m dung dịch 2. Chúng ta sẽ xét đường chéo thứ nhất. Đường chéo thứ nhất đây. Ở đây là 2 lớn hơn 3. Giả sử 2 lớn hơn 3 em nha. Cái gì vậy em ơi? Ok. Rồi 2 lớn hơn 3 đúng không em? C2 lớn hơn C3. Chúng ta lấy C2 trừ C3. Còn trong trường hợp này là 1 lớn hơn 3, lấy 1 trừ 3. Đây sẽ là 3 lớn hơn 1, lấy 3 trừ 1. Được chưa nào? Rồi, vậy thôi, quốc đi. Nó giống như thằng kia, khác gì đâu. Mình sẽ minh họa cho bạn từng ví dụ một để hiểu. Ngày hôm nay chúng ta chỉ làm vấn đề pha trộn là vấn đề chính. Còn cái nội dung mà điều chế với là tính chất vật lý của HCl thì rất là dễ. Đây. Chúng ta đến ví dụ 11. Trộn 500ml, 500g dung dịch HCl 3% với 300g dung dịch HCl 10%, thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A. Như vậy đây chúng ta có này, m dung dịch 1, m dung dịch 2. M dung dịch 1 chúng ta là bằng 500g. Thằng này là 300g. C phần trăm 1 là bằng 3. C phần trăm 2 là bằng 10. Khi mình chọn lại thì thu được nồng độ mới là C phần trăm 3. Được chưa? Ở đây thầy cho nó là ít đi, ít phần trăm. Rồi. Bạn nghe kỹ nha, mình sẽ nói rõ đường chéo đã, sau đó mình tắt sau. Rồi chúng ta hiểu như thế này. Cái ít chúng ta là đường chéo thì nó phải nhỏ hơn 10 và nó lớn hơn 3. Được không em? Đường chéo tức là gì? Nó nằm ở giữa hai con số, nó nằm ở giá trị khoảng ở hai con số 3 và 10. Không được lớn hơn 3 và cũng không được nhỏ hơn 3 và không được lớn hơn 10. Như vậy trong trường hợp này đường chéo là 10 lớn hơn ít, chúng ta lấy 10 trừ ít. Còn dưới này là gì? 3 và ít thì ít lớn hơn 3 là ít trừ 3. Khi đó chúng ta giữa đầu và đuôi có liên hệ với nhau, 500 300 bằng 10 trừ ít trên ít trừ 3. BMT, bấm máy tính. Tính giúp mình đi bạn ơi.
x bằng bao nhiêu? Ok, mình tính là bằng 5,625%. Các anh kiến gì câu này không ạ? À? Đây là mình làm đầy đủ về bản chất đường chéo. Tuy nhiên đây chúng ta có thể làm thông qua công thức. Rồi, cái thứ hai nè. Cái hai là chúng ta dùng công thức đường chéo dạng rút gọn. Mình có nè, m dung dịch 1 trên m dung dịch 2. Cái c phần trăm mới bây giờ mình gọi là c phần trăm 3 trừ và trừ c phần trăm 3. Chúng ta hiểu đường chéo có nghĩa là gì? Đường chéo có nghĩa là gì? Trên kéo xuống, dưới kéo lên. Đây, như vậy đây là c phần trăm 1 dưới kéo lên. Đây, đây tức là c phần trăm 2, được chưa? Đầu ra vào đó, tăng đi là 5 xị, dưới này là 3 xị. CM3 chúng ta bây giờ thầy đặt là x đi, x trừ trừ x. Rồi, CM1 nằm dưới, M1 là 3, M2 là bao nhiêu? MC phần trăm 2 là C2 là 10. Từ đây em tính cho thầy x bằng bao nhiêu? Đó, cái một là mình dùng nguyên bản đường chéo và cái hai mình dùng đường chéo rút gọn, và cái thứ ba chúng ta sẽ làm theo phương pháp bình thường. Đây là đường chéo rút gọn, và khi mà làm trắc nghiệm thì đường chéo rút gọn sẽ là tuyệt vời nhất, được chưa nào? Có ý kiến gì không? Rồi, bây giờ mình để nó không bị mất bản chất thì thầy sẽ giảng lại theo kiểu cấp 2 cho bạn. Đây, chúng ta còn cách nữa nghe. Cái này cũng khá là dễ em. Nhiều bạn là không thích cách đó mà chúng ta thích cách thứ này nè. Mình có dung dịch 1 nè, có m dung dịch 1 bằng 500g, c phần trăm 1 bằng 3%, được chưa nào? Cộng cho m dung dịch 2 nè, dung dịch 2 chúng ta có là 300, c phần trăm 2 bằng 10. Điều cần chúng ta là thu được c phần trăm 3 bằng bao nhiêu. Rồi, bạn hiểu cho thầy như thế này. Cái đích đến của mình là tính c phần trăm 3. Để tính được c phần trăm 3 thì em cần tính m chất tan 3 trên m dung dịch 3, đúng không? Nhân 100%. M chất tan 3 bây giờ sẽ bằng m chất tan 1 cộng m chất tan 2. Vì bên này có chất tan, bên này có chất tan. M dung dịch 3 bây giờ bằng m dung dịch 1 cộng m dung dịch 2 nhân 100, được chưa nào? Rồi, ra vào thì mình sẽ thấy như sau. M dung dịch có rồi, 500, 300. Được chưa? Chúng ta thiếu m cho tan 1 và m cho tan 2. M cho tan sẽ bằng gì? Bằng m dung dịch nhân cho c phần trăm chia cho 100%. Bạn tính cho thầy m cho tan 1 bằng bao nhiêu, m cho tan 2 bằng bao nhiêu. Sau khi gõ em thế vào đây, thế là xong bài toán này. Đây là cách làm theo kiểu nhúng như cái hóa cấp 2, được chưa nào? Rồi bạn tính cho thầy m cho tan 1 bằng bao nhiêu? Phải bằng 15 không? 500 nhân cho 3 chia 100 bằng 15 nè. M dung dịch 2 chúng ta sẽ bằng, m cho tan 2 sẽ bằng 300 nhân cho 10 chia 100 thì phải bằng 30 không? Rồi đã vào, 15 cộng 30 là bằng bao nhiêu? Tới đây bằng bao nhiêu em nhỉ? Rồi, 5,625. Cái có khó khăn gì không Cường ơi? Ok, cảm ơn. Rồi, Bảo Trâm có hiểu không Bảo Trâm ơi?
Rồi, tương tự vậy chúng ta sẽ minh họa cho bạn thêm một số ví dụ nữa. Bởi vì phần này nếu mình làm một hai câu thì nó trôi nhanh lắm, không nhớ gì đâu. Chúng ta làm thêm cho thầy một số câu nữa. Đây. Chúng ta có như thế này. Nghe kỹ. Nghe kỹ này. Có hai dung dịch HCl nồng độ là 10 và 3. Trộn với dung dịch HCl thu được dung dịch HCl mới có nồng độ là 5. Để coi chúng ta là khối lượng giữa chúng là. Em ơi, ở đây tức là đây là C phần trăm 1, đây là C phần trăm 2 và đây là C phần trăm 3. Chúng ta có như thế này, M dung dịch 1 trên M dung dịch 2 sẽ bằng bằng gì? M dung dịch 1 trên M dung dịch 2 sẽ bằng gì? Bằng C phần trăm 3 trừ trừ C phần trăm 3. Được chưa? C phần trăm 2 kéo lên, C phần trăm 1 kéo xuống. Yêu cầu chúng ta là tìm tỷ lệ khối lượng của hai dung dịch M dung dịch 1 trên M dung dịch 2. Đã vào 5 trừ 3. Đây là trừ 3 này. B dưới bên này là CM1 thì đây là 10. 5 trừ 3 là bằng 2. 10 trừ 3 là bằng 7. Như vậy đáp số bị sai mất tiêu rồi. Như vậy xin phép các bạn thầy chửi thầy Trương tí nha. Đờ mờ thầy. Đang mệt thầy. Nha. Đờ mờ mờ đi mua mì. Ui, chứ sao nữa? Bao nhiêu? Ê, không phải đâu. Chỗ này mình bị nhầm này. Mình nhầm chỗ này này. Cái này nhiêu? Được, cái này là CM3 bằng 5 mà sai chỗ này này. Đây là nhiêu? 10. Được chưa? Là bằng 2 trên 5, được chưa? Dám đờ mờ thầy, được chưa? Đang mệt thầy. Đờ mờ mờ là đi mua mì nha. Đờ mờ mờ là đang mệt mỏi. Nha. Bờ vờ hờ là Bùi Văn Hà đó. Cái gì em ơi? Cái gì vậy Huy? Có gì vậy Huy ơi? À, có gì vậy Trung? À, khoe khoe nhà nhiều người đúng không? Ok, cảm ơn. Đây là M dung dịch 1 nè, đây là C phần trăm 1. Đây là M dung dịch 2. Đây là C phần trăm 2. Đây là C phần trăm mới thu được chưa biết. Được chưa? Đặt lên đi. Rồi ráp vào. Chúng ta có này, M dung dịch 1 trên M dung dịch 2 bằng C phần trăm trừ trừ C phần trăm. Kéo lên C phần trăm 2, kéo xuống C phần trăm 1. Tương đương M dung dịch 1 375, M dung dịch 2 125. Mới thu được là ít chưa biết, ít trừ trừ ít. 2, 2 của chúng ta là bằng 60. Đúng không em? 2 chúng ta là bằng 60. Thầy tính số 2 nha. 1 của mình là 20. Bạn tính cho thầy ít bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em ơi? Bằng 30. Kiểm tra mà làm đúng hay sai nha. 30 là nằm giữa, nằm trong khoảng từ 2 đến 6, chính xác 30. Rồi, chúng ta đến ví dụ số 14. Các bạn được mẹ chúc mừng Valentine chưa? Đó, nâng cấp vậy. Người yêu không cưới của thầy đó em.
Ok. Rồi chúng ta đến phần thứ tư. Phần này thì nó khó hơn một, nó dễ hơn phần trước nha, dễ hơn. Đó là chúng ta thêm chất tan vào dung dịch. Nghe kỹ. Chúng ta có bài toán 4.1, đó là nồng độ mol. Bài toán như sau này. Ở đây chúng ta có dung dịch 1, có thể tích là V1 và CM1. Rồi, ở đây chúng ta thêm chất tan X vào thì thu được cái dung dịch 2, có thể tích là V2, CM2. Cái mấu chốt của bài toán này là mình phân tích dựa vào CM. CM bằng N chia cho V dung dịch. Được chưa nào? Chúng ta hiểu như thế này. Đối với chất tan thì chúng ta hiển nhiên tính được mol, đúng không em? Mol X thêm vào. Như vậy, cái để tính được CM này, mình hãy coi thử trong hai thằng này thằng nào thay đổi. Hiểu? V dung dịch không đổi, bởi vì thằng này không thêm dung dịch vào, như vậy V dung dịch giữ nguyên, không đổi. V dung dịch này bằng V dung dịch 1, nhưng N này sẽ bằng N1 cộng cho N thêm vào. Mol thay đổi. Bởi vì chất tan chúng ta sẽ luôn luôn có mol. Nếu có cho khối lượng rồi, hiểu không ạ? Do đó thầy nhận xét các bạn như sau này. Khi chúng ta thêm chất tan thì cả số mol chất tan thay đổi và thể tích dung dịch không đổi. Ở đây bỏ từ cả đi nha. Cả là cả hai đó mà bỏ từ cả đi, thầy chắc đánh máy thừa. Số chỉ có số mol chất tan thay đổi thôi, còn thể tích dung dịch không đổi. Được chưa nào? V dung dịch 2 vẫn bằng V dung dịch 1. Rồi, cách giải thì chúng ta không có đường chéo em nha. Trong trường hợp này không có đường chéo. Chúng ta có N chất tan 1 là bằng V dung dịch nhân cho CM. Và mol chất tan thêm vào sẽ lấy khối lượng chia khối lượng mol. Khi đó số mol chất tan 2 bây giờ sẽ bằng chất tan 1 cộng cho chất tan mới thêm vào. Vì chúng ta thêm chất tan vào thì thể tích không đổi, điều chứng tỏ là V dung dịch 2 bằng V dung dịch 1. Được chưa? Khi đó chúng ta đáp công thức CM2 bằng N2 chia cho V dung dịch 2. Cái kiến gì không ạ? Rồi, sơ bộ vậy thôi. Bây giờ làm minh họa một số câu cho hiểu. Cái phần pha trộn dung dịch này thông thường là các bạn làm không được. Tôi khẳng định bạn lâu. Vì lâu ngày quá mình không hiểu. Rồi ok. Chúng ta đến ví dụ 14 nào. Cần thêm bao nhiêu gam H2O4 vào 100ml dung dịch H2O4 3M để thu được dung dịch H2O4 có nồng độ là 4M. Chúng ta hiểu như thế này. Khi mình thêm chất tan vào thì nồng độ nó tăng lên. Ví dụ như thế này, mình có một cốc đường, có một cốc nước đường rất là nhạt, mình thêm càng nhiều đường vào thì khi mình nếm cái dung dịch sau phản ứng đấy thì chúng ta thấy nó ngọt hơn. Điều chứng tỏ là khi chúng ta thêm chất tan vào thì nồng độ tăng lên. Nồng độ nào cũng tăng, nồng độ phần trăm, nồng độ mol tăng hết. Rồi, chúng ta hiểu như thế này. Để tính được khối lượng của H2O4 thì chúng ta phải đi tính mol, đúng không ạ? Mình sẽ đặt số mol của H2O4 lên. Rồi, em tính mol H2O4 được, có trong dung dịch 1. Được chưa? Trong dung dịch 1, mol H2O4 có trong dung dịch 1 em nha. Sẽ lấy CM nhân V. CM là 3 nhân V là 0,1. Ở đây mình tính là bằng 0,3 mol. Được chưa em nè? Tiếp, mol của... Rồi, và chúng ta có như thế này. Chúng ta có này, CM mới bằng mol chia cho V dung dịch. Mol bây giờ là bằng mol thêm vào cộng cho mol có sẵn x cộng 0,3. V dung dịch bây giờ không đổi, vẫn là 100. Hay nó khác là 0,1. Theo đề cho ở đây bằng 4. Từ đêm tính cho thầy x bằng bao nhiêu. Rồi x bằng 0,1 thì M24 bây giờ là bằng 98 nhân 0,1 là bằng 9,8 gam. Đó, lý thuyết mình viết rất là sát sườn và bài tập cũng rất là cụ thể nha. Chúng ta thay nó lại nha. Khi mình thêm gì vào, khi mình thêm chất tan vào thì mol chất tan thay đổi bởi gì? Mol chất tan thay đổi đúng không? Nhưng thể tích dung dịch không đổi bởi vì dung dịch vẫn là 100ml. Được chưa nè? Rồi, rồi chúng ta đến ví dụ 15. Bà có thể làm ví dụ 15.
Bạn nào có cách làm khác ngoài cách làm của thầy thì đề xuất nha. Hoặc là chúng ta biết, chúng ta nói cho thầy biết, chứ thầy giả vờ không biết á. Tương tự vậy em. Đây. Ở đây mình có KOH đúng không? Mình đặt nó là ít mol. Mol KOH ở 1. Bây giờ sẽ bằng thể tích là 0,03 nhân cho nồng độ là 3 bằng 0,09 mol. Rồi, chúng ta có nồng độ mol này là bằng mol chia cho thể tích dung dịch. Tương đương nồng độ mol thu được bây giờ là 6. Mol bây giờ là bằng ít cộng cho 0,09. Được chưa? Chia V dung dịch, V dung dịch bây giờ là bằng 0,03. Từ đây em sẽ suy ra được cho thầy ít bằng bao nhiêu. Rồi, 0,09. Cái đó em tính được khối lượng của KOH thế thôi. Lấy mol nhân khối lượng mol 0,09 nhân cho M lớn này 5,6 đúng không ạ? Được chưa? Coi kiến gì câu này không ạ? Rồi, đối với cái bài kiểu mà thêm chất tan vào thì chúng ta không có đường chéo em nha. Đó, nói chung là bài nào chúng ta vẫn có thể làm theo phương pháp truyền thống được. Được chưa nè? Rồi chúng ta làm ví dụ 16. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng làm cho nó hiểu rõ bản chất của nó. Cái bài này chúng ta ôn lại kiến thức của lớp 9 rất là nhiều. Được chưa? Sau đó mình sẽ đến cái bài tập hỗn hợp, nó mức độ nó sẽ khó hơn. Rồi, em nghe, người ta nói như thế này: cần thêm bao nhiêu gam thằng này vào dung dịch này có thể nồng độ như thế này, thu được nồng độ mới là 5 m. Đây là V dung dịch bằng 0,2, CM1 bằng 3 đúng không ạ? Và đây là CM2 bằng 5. Rồi, bài này tương tự thôi, mình sẽ gọi số mol Fe4 là ít mol. Chúng ta phải tìm tính mol rồi tính khối lượng sau. Chúng ta có mol Fe4 tại 1. Chúng ta sẽ lấy 0,2 nhân 0,3 nhân cho 3 là bằng 0,6. Mình có CM bằng N chia V dung dịch. CM bây giờ là bằng 5. Khi mình thêm chất tan vào thì mol sẽ tăng lên là bằng ít cộng 0,6. Nhưng V dung dịch không đổi, bởi vì V dung dịch vẫn là 200, nó khác là 0,2. Bao nhiêu cường? Rồi bằng 0,4 rồi. Cường đâu không nghe ta. Rồi, 152 nhân 0,4. Rồi tính giúp em. Rồi, em nhìn đáp số ha, hay là bấm vậy? À, thầy là nhìn đáp số ghi đó em. Rồi ok. Có cái gì không em ơi? Đó, bạn đã hiểu về pha trộn dung dịch chưa? Đây là nội dung mà kiến thức mà đã từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Rồi. Những cái nồng độ phần trăm thì chúng ta khó hơn. Rồi. Có ý kiến gì về cách thêm chất tan vào đối với bài toán nồng độ phần nồng độ mol không ạ? Nếu không ý kiến thì mình sẽ đến câu tiếp theo. Rồi, chúng ta đến câu tiếp theo em nhé. Rồi, chúng ta đến câu tiếp theo. Tình huống 4.2. Rồi, đó là thêm chất tan vào dung dịch đối với bài toán là nồng độ phần trăm. Nồng độ phần trăm này. Khi làm cái bài toán này em nhớ lại công thức tính nồng độ phần trăm cho thầy. Bằng M chất tan trên M dung dịch nhân cho 1 xị phần trăm. Rồi,
Chúng ta có dung dịch một, dung dịch một có m chất m dung dịch và c phần trăm một. Chúng ta thêm chất tan x vào để được dung dịch hai có m dung dịch hai và c phần trăm hai. Và chúng ta hiểu như thế này, khi chúng ta thêm x vào tức là thêm khối lượng vào, được không ạ? Khi chúng ta thêm chất tan vào, được chưa, thì khối lượng chất tan chắc chắn thay đổi, vì khối lượng chất tan chúng ta nằm ở một và nằm trong x, được chưa nào? Khối lượng chất tan thay đổi này, được chưa nào? Tiếp, khối lượng dung dịch có sự thay đổi, bởi vì đây là dung dịch, đây là chất tan, hai này cộng lại thì ra được dung dịch mới. Như vậy cả khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch đều thay đổi. Cụ thể là mình có thể làm một cái ví dụ rất là thực tế thôi. Ví dụ mình lấy cái nước muối đó, mình thêm muối vào, thì bạn thấy khối lượng dung dịch tăng lên và đồng thời khối lượng chất tan cũng tăng lên. Hướng giải của mình như sau, mình có hai cách. Cái một là chúng ta làm theo phương pháp mà bình thường, đó là chúng ta có m chất tan một, chúng ta sẽ tính được m chất tan một ở đây. Bây giờ bằng cách dùng công thức là m dung dịch nhân c phần trăm chia cho 100%. Rồi mình gọi khối lượng có thằng thêm vào là x gam, x gam em nhé. Rồi mình gọi khối lượng x thêm vào là x gam, được chưa nào? Khi đó m chất tan 2 bây giờ sẽ bằng m chất tan 1 cộng cho m x thêm vào. M dung dịch 2 bây giờ bằng gì? M dung dịch 2 bây giờ là bằng m dung dịch 1 cộng cho x thêm vào, được chưa em ạ? Rồi khi có m chất tan mà m dung dịch rồi, em ráp vào biểu thức tính c phần trăm là coi như xong hết. Bây giờ đây là các phương pháp làm truyền thống mà ai cũng có thể làm được hết. Tuy nhiên bài này chúng ta có thể làm một cách thứ hai, đó là dùng công thức đường chéo. Theo thầy thì cách một, cách truyền thống thì luôn luôn đúng, tuy nhiên là mình muốn phá cách thì mình làm đường chéo. Chúng ta nghe kỹ, nghe. Chúng ta có m dung dịch một và đây là m x thêm vào, được chưa? Hồi nãy là mình dành cho m dung dịch một và m dung dịch hai, nhưng trong trường hợp này không dùng cho m dung dịch hai vì không có m dung dịch hai, chúng ta chỉ có khối lượng x thêm vào thôi. Đây là c phần trăm một, đây là c phần trăm hai, đây là c phần trăm x thêm vào. Cái chỗ này mới là chỗ thắc mắc này, trong trường hợp này tại sao nó bằng 100, đúng không ạ? Chúng ta hiểu như thế này, c phần trăm là bằng m chất tan trên m dung dịch nhân 100%, nhưng m chúng ta thêm chất tan vào tức là không có nước, tức là nước bằng không, điều chứng tỏ là m chất tan trên m chất tan, và khi đó c phần trăm bằng 100%. Đó lại c phần trăm là bằng m chất tan chia m dung dịch, m dung dịch là bằng m chất tan cộng cho m nước, đúng không em, nhân 100. Trong trường hợp này khi mình thêm chất tan vào thì không có nước, tức là nước bằng không, thì khi đó c phần trăm của chất tan đúng bằng 100%, được chưa nào? Rồi khi đó mình có cm một này, được chưa, và c phần trăm một, c phần trăm hai, thì c phần trăm hai chúng ta sẽ nhỏ hơn 100 và lớn hơn c phần trăm một. Cái đó mình dùng công thức đường chéo thôi. Đây, 100 trừ C2, được chưa? Lấy C2 trừ C1. Và khi đó giữa đầu và cuối có liên hệ với nhau. Đầu đây, cuối đây. Theo mình thì mình sẽ trong trường hợp này mình không dám liều. Mình không dám liều cách 2 đâu. Có 2 sợ mình hiểu nhầm. Thì mình chọn cách 1 đi. Cái 1 là cái phương pháp hòa cánh an toàn. Đó là lời khuyên. Còn bạn nào muốn làm cách 2 thì tùy thôi. Nếu mình hiểu có hai thì làm, còn không thì làm cách một cho thầy. Ok, sai đáp án thì xử lý sau. Rồi chúng ta nghe. Cần bao nhiêu gam dung dịch HCl pha trộn với 600 gam dung dịch này để thu được dung dịch có nồng độ mới là dạng này. Bây giờ thầy sẽ làm theo phương pháp bình thường. Ở đây thầy gọi khối lượng HCl thêm vào là m gam. Thầy tính được khối lượng HCl ở 1. M dung dịch là 600 nhân cho C phần trăm là 18 chia cho 100%. Bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Rồi. Cái đó chúng ta sẽ có nè. Cái đó mình sẽ có C phần trăm, đúng không? C phần trăm này, bạn nghe thầy nói. C phần trăm là bằng m chất than này chia m dung dịch này nhân 100% này, ra vào m chất than chúng ta sẽ lấy khối lượng HCl thêm cộng cho khối lượng HCl có tại 1.
Khi mình thêm chất tan vào thì khối lượng dung dịch chúng ta sẽ tăng lên, bằng lấy khối lượng HCl cộng cho khối lượng dung dịch HCl 1 cho 100 rồi ráp vào. Khối lượng HCl là M. Khối lượng HCl 1 là 108. Khối lượng HCl đây là M, cộng M dung dịch HCl 1 là 600. Đúng không ạ? Và theo đề cho thằng này là bằng 36,5. Em tính cho thầy bao nhiêu? Cách này mới là cách tối ưu em. Chứ còn hả? Bạn tính bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu Hằng ơi? Alo. Rồi, các bạn biết là chúng ta bấm máy tính là chúng ta không để 100% vào. Nếu mà để 100% vào thì chúng ta bấm sẽ bị sai đáp số. Được chưa? Bởi vì bên này là 36,5%, đây là phần trăm bỏ hai vế, tính lại đi. Bằng bao nhiêu? 174,8. Ok. Ủa Hằng đâu ta? Hằng nãy giờ nó đi đâu rồi? À, không phải là bạn đi nhận quà của người yêu chứ? Ở đấy lớp thầy Nam Đài, em thích bạn nào em chọn đây, thầy sẽ nói bạn đó yêu em để em có người yêu. Ok, được chưa nào? Có ý kiến gì về cách này không à? Thầy nghĩ cách này là cách tối ưu. Còn nếu bạn muốn phá cách, thầy sẽ phá cho bạn một cách khác. Bảo lại nha, trân trọng kính mời tất cả các học sinh học sinh lớp 10 của thầy, đúng 17 giờ ngày thứ sáu chúng ta tập trung về nhà thầy học buổi offline đầu tiên sau một thời gian khá là lâu không chạm mặt nhau. Cho chúng ta nghe. Đây là khối lượng HCl này. Đây là khối lượng dung dịch. Đây là khối lượng dung dịch HCl. Được chưa nào? Bây giờ mình gọi khối lượng này cho vào là ít cam đi. Khối lượng dung dịch HCl đây là 600. Được chưa nào? C phần trăm của thằng này bao nhiêu? C phần trăm thằng này bao nhiêu? Mà ở đây mình biết này, dễ thôi. Mình nhìn lên đây thầy chạy cho đông này. Ở đây mình sẽ thu được cái dung dịch có nồng độ là 36,5%. Đúng không ạ? Là dễ thôi này, nhìn đây chị này. Cái 600 này thì có nồng độ phần trăm là 18%. Như vậy 18 thì nhỏ hơn 36,5. Như vậy điều này chứng tỏ C phần trăm của chất tan HCl phải lớn hơn 36,5%. Và con số lựa chọn đây là 100. Bởi vì không có nước. Để chúng ta tính cho thầy trên bao nhiêu. Bao nhiêu nhật? Đây nhật đô ta như bằng 18,5 đúng không? 100 trừ đi 36,5 bằng bao nhiêu em? Cái đó mình có tỷ số là ít trên 600 này, bằng 18,5, được chưa? Trên 63,5, được chưa em? Từ đây em tính cho thầy ít bằng bao nhiêu?
Bà có hiểu đường chéo không ạ? Đó, đó là mình làm theo một cách khác cho bạn hiểu. Được chưa em ơi? Rồi, bạn làm cho mình ví dụ 18, 19 đi. Sau đó là mình dặn tiếp nha. Rồi, rất là dễ đúng không em? Rồi mình làm đường chéo cho nó vui nha hả? Nhớ cho mình là cái dạng toán mà pha loãng này này, người ta nhắc cho mình liên tục á. Do đó mình phải làm cho nó tốt vào. Như mỗi năm là cái phần này là mình lơ đi, nhưng mà cái đề thi thì nó cho thằng này quá là nhiều luôn. Dẫn đến là không dạy thì mất. Rồi chúng ta có như thế này. Điều cầu chúng ta là khối lượng H nào H cần phải trộn vào là bao nhiêu? Ở đây mình cho nó lấy cam đi. M dung dịch ở đây là 200. C phần trăm ở đây người ta cho chúng ta là 60. Thì chúng ta hiểu M dung dịch là 200 thì C phần trăm là 15. 60 đã lớn hơn 15, như vậy con số mà lớn hơn 60 chỉ có thể chọn được là 100 thôi. Thì dưới này là 40. Trên này là lấy 60 trừ đi 15 là còn 45. Cái đó mình có x trên 2 sĩ bằng 45 trên 40. Từ đây mình tính được x bằng. Được chưa? Bằng bao nhiêu? Đúng đáp số không? 225. Rồi. Thôi ví dụ 19 thì các bạn thay cho tôi nha. Các bạn tự làm nha. Tôi sẽ nói vấn đề cúng cùi. Chưa em ơi, còn hai phần nữa. Chúng ta còn 4 xài lơ nữa, slide nữa. Rồi chúng ta đến 5 em ơi. Đây là cái bài toán mà người ta thêm nước vào dung dịch X. Khi mình thêm chất tan vào thì đó là mình tăng nồng độ lên, khi mình thêm nước vào thì giảm nồng độ xuống. Cái chỗ giảm nồng độ này người ta gọi là pha loãng nồng độ, tức là biến từ nồng độ cao về nồng độ thấp. Chúng ta nghe kỹ. Rồi chúng ta có bài toán 5.1, đó là bài toán nồng độ mol. Bài toán như sau. Chúng ta có dung dịch một có thể tích là V1 và CM1. Chúng ta hòa tan vào nước để được dung dịch 2 có thể tích là V dung dịch 2 và CM2. Rồi chúng ta hiểu như thế này. CM này bằng N chia cho V dung dịch này. Được chưa nào? Như vậy khi mình thêm nước vào thì sao? Thì mol chất tan không đổi, chỉ có V dung dịch thay đổi thôi. V dung dịch bây giờ là bằng V dung dịch 1 cộng cho V nước. Được chưa nào? Khi đó chúng ta ráp vào công thức tính nồng độ mol là xong. Sơ bộ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số ví dụ. 20 đi em ơi. Khi mà viết tài liệu này tôi cũng đắn đo lắm, không biết viết như thế nào cho hợp lý. Nhưng mà thầy nghĩ là làm như này đủ, không làm thêm bất kỳ câu nào nữa. 20 này. Thêm bao nhiêu ml nước vào để được vào dung dịch này để được dung dịch có nồng độ là 2M. Bây giờ bài này chúng ta có thể dùng được nồng độ mol hay không? Đó, dùng được đường chéo hay không? Thì bây giờ thầy sẽ làm cho bạn hai cách. Cái đầu tiên là thầy sẽ làm đúng như lý thuyết. Cái thứ hai là thầy sẽ làm theo kiểu, đó là kiểu đường chéo. Được chưa nào? Như vậy mình có V nước ở đây là bằng x lít. V dung dịch H2E4 ở đây là 0,1 lít. Được chưa em ạ? Nồng độ mol CM1 là bằng 3M. Chúng ta thu được CM2 là bằng 2M. Chúng ta nghe kỹ. CM2 sẽ bằng gì? Bằng mol 2 chia cho V dung dịch 2. Nghe kỹ. Khi mình thêm nước vào, nghe kỹ nha. Khi mình thêm nước vào thì mol chất tan không đổi. Bởi vì nước chúng ta không phải là chất tan, nước là dung môi. Như vậy nó sẽ bằng N1. V dung dịch 2 bây giờ là bằng V nước cộng cho V dung dịch H2E4 thay vào. Đó. Đã vào.
N1 là bằng 0,1 nhân cho 3. Đúng không? Chúng ta làm từ từ nha. CM2 bây giờ là bằng 2 này. N2 bây giờ là bằng N1. N1 là bằng 0,1 nhân 3. CM nhân V dung dịch. Trên V dung dịch. V nước ở đây là x cộng cho V dung dịch H2S4 là 0,1 nhân 3. Giờ bạn tính cho mình x bằng bao nhiêu? Tính em ơi. Bằng bao nhiêu hả Nhật ơi? Chi, bằng bao nhiêu Chi ơi? Bằng bao nhiêu? Cái bằng bao nhiêu ta chúng mình với? Bao nhiêu mình ăn đây? Lười bấm vậy bay. Sao ấm? Sao ấm được? Sao ấm được nhờ? Vô lý nhờ? Bạn biết sai chỗ nào không? Thầy cố tình để sai đó, bạn kiểm tra cho tôi đi. Hả? Dưới là gì? Dưới là thể tích mà, đúng không? 0,1 thôi đó. Mình làm như một con vẹt nguy hiểm quá, các bạn phải phản xạ lên nha, tại sai chữ liền. Bao nhiêu? Đây là V nước này, đây là V dung dịch. V dung dịch là 0,1 thôi. Ok rồi, bạn nào có thể làm đường đường chéo bây giờ? Bài này ngoài cách làm như trên, chúng ta có thể dùng đường chéo. Đó. Bây giờ chúng ta nghe. Đường chéo chúng ta là dành cho V nước này. V nước mình vẫn đặt là đây. V dung dịch 1 là bằng 0,1 lít đúng không ạ? CM chưa biết, CM đây là bằng bao nhiêu? CM đây là bằng 3 này. Chúng ta sẽ thu được CM ở giữa là bằng 2. 3 là lớn hơn 2 mà số nào nhỏ hơn 2? Chỉ có thể là 0. Vì sao là bằng 0? Đây. CM này bây giờ là bằng N chia cho V dung dịch. N chia cho V dung dịch là bằng gì? V dung dịch bây giờ là bằng V nước đúng không em? Đúng không em? Rồi chúng ta đang tính CM của nước. CM của nước là bằng 0. Lý do này, nước chúng ta không phải là chất tan, nước chúng ta là dung môi, như vậy môi bằng 0. Được không ạ? Đây là mol chất tan mà nước của chúng ta là dung môi bằng 0. Như vậy không chia cho bất kỳ số nào cũng bằng 0. Như vậy trên đây là 1, dưới này là 2. X trên 0,1 bằng 1/2. Từ đây mình sẽ tìm được x bằng 0,05, được chưa? Lít. Hay đầu kháng là bằng 50 ml, được chưa nào? Cách mô cũng đúng cả, nhưng mà theo thầy thì mình nên làm theo cách thứ nhất đi. Chứ cách thứ hai này nó có gì, nó có rủi ro quá. Rủi ro thì không nên em. Được chưa? Đó. Rồi. Tương tự làm cho thầy 21 đi. 21 22. Rồi, mình sẽ làm lại cho bạn. Ở đây mình đặt, mình gọi V nước thêm vào là x ml, nếu bạn muốn để ml cũng được, không sao cả. Ở đây là cao H này, mình để V dung dịch luôn. Là bằng 30 ml, CM là bằng 3m, để thu được dung dịch cao H
có nồng độ là CM mới bây giờ là bằng 1 m, được chưa nào? Thì chúng ta nghe V dung dịch 2 bây giờ sẽ bằng V nước cộng cho V dung dịch 1 là bằng x cộng 30. Nếu mà mình muốn để nguyên ml cũng được, không sao cả. Đây là ml. Rồi, chúng ta có CM2 là bằng 1 này, bằng gì? Bằng mol chia cho V dung dịch, được chưa nào? CM2 bây giờ là bằng 1. Mol á, thì chúng ta hiểu này, khi mình thêm nước vào thì mol không đổi. Mol bây giờ là bằng 30 nhân cho 3, được chưa? V dung dịch bây giờ là bằng x cộng 30. Ở đây mình tính được x bằng 60, được chưa? Vậy thôi. Rồi, 22 tự làm nhé. Rồi chúng ta đến cái tình huống đắt nhất của bài ngày hôm nay, đó là nồng độ phần trăm thêm nước vào. Rồi chúng ta nghe. Rồi chúng ta đến cái năm này. Thêm nước vào dung dịch X, pha loãng dung dịch 5.2 nồng độ phần trăm. Chúng ta có bài toán như sau. Bài toán: chúng ta có dung dịch 1, có M dung dịch 1 và C phần trăm 1. Khi chúng ta thêm nước vào thì chúng ta sẽ thu được dung dịch 2, có M dung dịch 2 và C phần trăm 2. Nhận xét: khi chúng ta thêm nước vào thì khối lượng dung dịch thay đổi, còn khối lượng chất tan không đổi, bởi vì nước của chúng ta là dung môi không phải là chất tan. Còn dung dịch chúng ta là đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Và thêm nước vào thì chắc là nó pha loãng vào và nó nằm trong khối lượng của dung môi, do đó khối lượng dung dịch tăng lên. Được chưa? Cách giải mà chúng ta sẽ luôn luôn đúng đó là theo cách truyền thống. Đó là bước đầu tiên em sẽ tính cho thầy mol của chất tan 1 bằng M dung dịch 1 nhân C chia 100. Chúng ta gọi khối lượng nước cho vào là x gam, được chưa nào? Khi đó là gì? M chất tan 2 chúng ta đúng bằng M chất tan 1, vì thêm nước vào khối lượng chất tan không đổi. M dung dịch 2 bây giờ là bằng M dung dịch 1 cộng cho M nước thêm vào, được chưa nào? Sau khi có M chất tan vào M dung dịch rồi, em hiển nhiên em ráp vào cái biểu thức C phần trăm bằng M chất tan chứ M dung dịch nhân 100%, được chưa? Dựa vào đây em sẽ tính được cho thầy khối lượng nước, thế thôi. Bây giờ, hoặc là như bạn có thể nghĩ tới phương pháp đó là dùng công thức đường chéo, nhưng mà đường chéo trong trường hợp này nó vẫn phiêu lưu chỗ nào đó. Thì chúng ta nghe kỹ. Chúng ta có M dung dịch 1, có C phần trăm 1, C phần trăm 2, nước thêm vào, đúng không? Như vậy để dùng được đường chéo thì cần phải biết C phần trăm của nước. Bị đường chéo dành cho M dung dịch và gì? C phần trăm. Chúng ta nghe kỹ. C phần trăm là bằng M chất tan chia M dung dịch nhân cho 100%, được cho em nè. Nhưng mà trong trường hợp này nước của chúng ta, nước chúng ta không có chất tan, tức là chất tan bằng 0, đúng không? Mà không chia cho bất kỳ số nào có bằng 0, như vậy chỗ này bằng 0, được chưa nè? Như vậy C2 ở giữa 0 và C1, được chưa nè? Rồi, tí mình sẽ làm cho bạn một ví dụ là bạn hiểu ngay. Ghi nhầm C1 trừ C2. Sửa lại đoạn này em nha. Quên, cho nên ghi nhầm. C1 lớn hơn C2 mà, thì ghi nhầm đó. 1, 2 này. Đây là 1, 2 này, được chưa nào? Sửa lại bên này luôn đi cho đỡ mang tiếng với bà con. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này. Dễ lắm, không khó đâu em. Đây, chúng ta làm câu 23 nào. Cần dùng bao nhiêu gam nước? Khối lượng nước cho vào ở đây mình cho nó là x gam, trộn với dung dịch HCl. M dung dịch ở đây là bằng 600 gam, C phần trăm 1 là bằng 18%, thì thu được dung dịch 2 có C phần trăm 2 là bằng 15. Rồi,
Em tính cho thầy M cho tăng 1 bằng bao nhiêu? Lấy 600 này nhân cho 18 này, chia cho 100 này. M dung dịch nhân C chia 100 thì ra M cho tan bằng 108 gram. Chúng ta nghe kỹ. Chúng ta có C phần trăm 2, đúng không? C bằng M chất tan 2 chia cho M dung dịch 2 nhân 100. Rồi nghe kỹ này. Chữ đây mình ghi cho bạn rõ luôn. Khi mình thêm nước vào thì khối lượng cho tan không đổi vì nước chúng ta là dung môi không phải là cho tan. Như vậy M cho tan 2 đúng bằng M cho tan 1. Rồi, chúng ta hiểu như thế này. Khi mình thêm nước vào dung dịch thì sao? Thì khối lượng dung dịch bây giờ tăng lên bởi vì dung dịch là đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Thêm môi vào thì chắc chắn là dung dịch, khối lượng dung dịch sẽ tăng lên. Như vậy nó sẽ bằng khối lượng nước cho vào này cộng cho M dung dịch 1 này. Đó. Cái đó em ráp vào coi như là xong. Tương đương 15 này bằng này nhân 100 này. M chất tan 1 là 108 này. M nước là nhiêu? M nước là ít này. Cộng M dung dịch 1, M dung dịch 1, M dung dịch 1 là 6 xị. Rồi. Từ đây em tính cho thầy ít bằng bao nhiêu? Rồi. 120. Vậy thôi, đúng đáp số không nhỉ? Đúng này. Bây giờ mình làm đường chéo cho nó vui đi. Được chưa? Mình có thể làm đường chéo. Đây, mình làm đường chéo cho bạn hiểu này. Bây giờ chúng ta có này. Đường chéo chúng ta dành cho M nước thêm vào này là ít cam này, m gì, m dung dịch HCl 18 này, sau đó m dung dịch HCl là 600, c phần trăm của nước bằng bao nhiêu chưa biết, nhưng c phần trăm của thằng này biết rồi, 18 đúng không? Chúng ta thu được một con số là 15, thì cái này dễ thôi. 18 lớn hơn 15. Đúng không em? Như vậy phải có một số nào mà nhỏ hơn 15, số đó có thể là không. Vì sao vậy? Vì C phần trăm là bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Nước chúng ta không phải là chất tan. Hay nói khác là nước ở đây M chất tan là bằng 0. 0 mà chia cho 1 chia cho M dung dịch thì luôn luôn bằng 0. Như vậy trên này 15 trừ 0 15, 18 trừ 15 3. Như vậy chúng ta có tỷ số là ít trên 600 bằng 3 trên 15. Từ đây chúng ta tính được cho thầy bằng bao nhiêu? 3 chia 5 là 1 phần 5, 600 chia cho 5 thì bằng 120. Thế thôi. Được chưa nào? Rồi. Coi kính gì không ạ? Còn ví dụ 24 này mời các bạn làm nha. Rồi.